Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khá Đường ngày hôm nay. Hiện bây giờ là đã đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay Thuần tranh thủ làm video sớm một chút tại vì Thuần muốn dành thời gian để mà xem cái cuộc trò chuyện giữa cụ tổng thống Donald Trump và Elon Musk sẽ diễn ra vào lúc là khoảng 5 giờ chiều tại Cali như là 7 giờ sáng tại Việt Nam. Đương nhiên nếu như mà có những thông tin gì lớn liên quan đến kinh tế hay là crypto, Thuần sẽ chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn. Nhưng mà chúng ta hôm nay sẽ chủ yếu chú tâm và những tin tức mà thôi tuy là ngày thứ hai đầu tuần tại hoa kỳ nhưng mà cũng không phải là có nhiều tin tức lắm đâu các bạn có một số tin tức thú vị và quan trọng muốn chia sẻ với các bạn. Hôm nay thì chủ yếu chúng ta cũng chú tâm vào những tin tức mà thôi tại vì Thùng cũng đã chia sẻ và tâm sự khá nhiều với các bạn trong vòng mấy video qua rồi và Thùng cũng đã cố gắng sắp xếp những tin tức này một cách nó lo triệt nhất có thể. Nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường ra sao thì chúng ta bắt đầu từ chứng khoán Hoa Kỳ. Các bạn nhìn thấy được là hôm nay là một ngày mà nó không có đồng bộ, có xanh, có đỏ. Chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay đã thì giảm 0.36% nhưng mà ngược lại đó chỉ số Nasdaq thì lại tăng 0.21% trong khi chỉ số S&P 500 đó thì không có thay đổi nhiều và khi mà chúng ta nhìn vào free market nghĩa là hợp đồng tương lai đó thì cả ba chỉ số bây giờ nó hầu như không thay đổi các bạn thì một trong cái lý do tại sao chúng ta thấy là chứng khoán nó hầu như không có rõ xu hướng bây giờ tại vì tuần này là cái tuần mà chúng ta có rất nhiều những cái chỉ số tài chính ở Hoa Kỳ nhất là liên quan đến ngày thứ tư tại Hoa Kỳ các bạn ngày mai đó chúng ta sẽ có cái dữ liệu phần trăm lạm phát PPI như là phần trăm lạm phát bán sĩ nhưng mà cái này cũng không phải là cái chỉ số mà nhiều người quan tâm đâu các bạn cái chỉ số mà nhiều quan tâm đó là hai ngày nữa ngày thứ tư tại hoa kỳ chúng ta sẽ có cái dữ liệu lạm phát cpi tại hoa kỳ và ước tính là nó không thay đổi so với tháng trước đó và Core CPI nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó thì ước tính là giảm một chút các bạn ở mức là 3.2 so với tháng trước đó là 3.3. Nói chung là chúng ta muốn thấy chỉ số CPI 2 ngày nữa, ngày thứ tư tại Hoa Kỳ như là kỳ vọng hoặc là tốt hơn. Nếu không nên thị trường lại sẽ là một ngày màu đỏ các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là ngày thứ năm nó lại có hàng loạt những cái thông tin liên quan đến kinh tế của Hoa Kỳ. Và ngày thứ sáu đó chúng ta cũng có tâm lý người tiêu dùng ước tính ban đầu. Có thể nói tuần này là một tuần mà sẽ rất là sôi so động các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu nhận được những cái thông tin quan trọng vào ngày thứ tư của tuần này và cái nhà mà thường nói đến đó chính là ngày ở Hoa Kỳ có nghĩa là tối ngày thứ tư thì Việt Nam các bạn mới bắt đầu nhận được những cái chỉ số như là CPI và đương nhiên mọi người quan tâm đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI ở Hoa Kỳ thì vì nó liên quan trực tiếp với việc Fed giảm lãi suất và nó ảnh hưởng đến dòng tiền và tất cả những cái thị trường khác nhau và các bạn có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ đó nói về cuộc họp tháng tới tháng 9 và ngày 18 tháng 9 thì 100% của chỉ số CMB nhiên về là Fed sẽ giảm lãi suất Câu hỏi bây giờ là giảm bao nhiêu các bạn? Hiện bây giờ đó mọi thứ nó đã coi như nguội lại rồi. Tương nhiên rồi trong một tuần mà có nhiều cái sự hoảng loạn các bạn. Và các bạn đã thấy được là cái phần trăm mà người ta nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất là 0.5% cho cuộc họp tháng 9 này đã, đã, tăng vọt lên. Nhưng mà bây giờ đã hầu như đã ngang bằng 50-50 các bạn. Hiện bây giờ đã phân nửa người nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất là 0.25% vào tháng 9 này. Phân nửa còn lại nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất tới 0.5%. Sự thật đó là nếu chúng ta trở về tuần trước đó À, các bạn cũng sẽ thấy được là những cái sự lo lắng đó đâu có gì thay đổi đó các bạn liên quan đến những chỉ số xấu liên quan tới phần trăm thất nghiệp tại hoa kỳ tất cả nó vẫn còn y nguyên ở đó cái sự khác biệt là tâm lý bây giờ đỡ hơn một chút mà thôi tại vì chúng ta thì được là chỉ số chứng khoán đã có cái sự hồi phục nhưng mà cốt lõi đó thì cái sự lo lắng nó cũng không thay đổi nhiều cho nên bất cứ lúc nào chúng ta có một tin tức xấu đó sẽ dẫn đến thị trường lại một lần nữa sẽ có một cái sự hoảng loạn Bây giờ đó chúng ta chỉ muốn thấy chỉ số CPI như là mong đợi hoặc là tốt hơn mà thôi. Tại vì chúng ta cũng thấy là Fed đó, hầu như khả năng sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này ít ra đối với thị trường đó, là khả năng đó là gần như là 100% các bạn, không biết chắc chắn hết nhưng mà thị trường nghĩ là gần như 100% là Fed giảm lãi suất vào tháng 9 này và cái điều mà họ muốn thấy đó là Fed giảm lãi suất tháng 9 này những chỉ số tài chính bây giờ đến đó thì vẫn còn tốt để chúng ta có thể có sự an tâm là sẽ không có suy thoái tài chính nhưng mà có hay không đó thì bây giờ vẫn còn quá sớm để mà nói với các bạn thương đó khi mà Fed giảm lãi suất rồi trong lịch sử ít nhất là trong hai cái đợt suy thoái tài chính từ năm 2000 tới bây giờ trong vòng hai mấy năm qua đó thì sau khi mà Fed giảm lãi suất rồi vài tháng sau chúng ta mới biết được là có suy thoái tài chính hay là không bây giờ vẫn còn quá sớm để mà nói nhưng mà mỗi một cái thông tin xấu liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn và họ sẽ bán các bạn tại vì sao? Thay vì họ sợ là nếu có suy thoái thì ít nhất trong thời gian ngắn hạn trong thời gian là một năm một năm rưỡi gì đó có thể là giá sẽ giảm xuống và họ muốn thoát ra trước khi mà giá giảm đó là cái tâm lý của mọi người bây giờ tuy là chúng ta nhìn vào lịch sử dài hạn đó, thì các bạn thấy được là không phải lúc nào Fed giảm lãi suất à, chúng ta cũng thấy có suy thoái tài chính nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng hai mươi mấy năm qua thì đó là sự thật các bạn cái này không thể nào nói khác hơn nhưng mà chủ tịch John Powell nói thì hãy tin ông đi lần này sẽ khác chúng ta sẽ có hạ cánh mềm có hạ cánh mềm hay không đó, thì tôi nghĩ là giờ này năm sau <laughs> chúng ta sẽ biết rõ nhưng mà đó là cái tình hình chung của thị trường hiện bây giờ cho nên chúng ta sẽ rất là quan tâm đến những cái chỉ số những cái thông tin liên quan đến kinh tế tại Hoa Kỳ và chúng ta cũng thấy được là ở Ấn Độ đó thì họ cũng đã công bố cái phần trăm lạm phát CPI, à thực ra họ gọi là CPI và CFPI các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là cái phần trăm lạm phát ở Ấn Độ đã giảm rất là nhiều. Giảm đến cỡ nào các bạn? Giảm đến cái mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019 trước khi mà có đại dịch và cái phần trăm lạm phát CPI đã giảm về chỉ còn có 3.54% cho tháng 7 vừa qua. Và khi mà chúng ta nghe nói tới quốc gia này, tới quốc gia khác cái phần trăm lạm phát giảm xuống như là ở châu âu ở canada rồi chúng ta nói tới ở Hoa Kỳ rồi ở Ấn Độ vân vân thì không có gì gọi là phép màu đây các bạn lý do tại sao mà phần trăm lạm phát giảm xuống chỉ đơn giản là tại vì nền kinh tế đã chậm lại và lý do tại sao nền kinh tế đã chậm lại tại vì lãi suất đang ở cái mức cao khắp nơi trên thế giới các bạn và cái câu hỏi bây giờ là những ngân hàng trung ương họ có giảm lãi suất đúng lúc trước khi mà cái nền kinh tế của họ đi vào suy thoái hay là không tại vì các bạn thấy lãi suất cao đã thấm vào trong nền kinh tế rồi nền kinh tế ngày càng chậm lại và vì lý do đó khiến cho chi tiêu ngày càng ít hơn các bạn và lạm phát nó tự nhiên sẽ giảm xuống đó là một cái quy luật rồi các bạn đó là cái sự hy sinh để có thể đẩy lạm phát đó chính là phải hy sinh nền kinh tế nhưng mà câu hỏi bây giờ là nền kinh tế đang trên con đường chậm lại khắp nền kinh tế thế giới những ngân hàng trung ương có ngừng đúng lúc và kích thích nền kinh tế bây giờ để chúng ta có một cái hạ cánh mềm cho nên chúng ta mới gọi là hạ cánh mềm các bạn phần trăm lạm phát giảm xuống rồi nền kinh tế cũng đi xuống theo nhưng mà một lúc đầu đó nền kinh tế nó sẽ bắt đầu là căng bằng lại các bạn và không có cắm đầu xuống trở thành một suy thái tài chính cho nên chúng ta mới thường hay gọi đó là một cái hạ cánh mềm chúng ta bây giờ đang ở cái thời điểm đó nhiều ngân hàng chứng ương bây giờ đã bắt đầu giảm lãi suất rồi nhưng mà Fed thì vẫn chưa các bạn cho nên chúng ta muốn thấy chỉ số CPI tuần này như là mong đợi hoặc là tốt hơn. Và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì ngày hôm nay tăng nhẹ một chút nữa các bạn ở mức là 79 đô 67 sen. Thực ra hôm nay cũng đã có một thời điểm cái hợp đồng của dầu qua khỏi 80 đô la các bạn và lý do tại sao đó và là liên quan đến người ta có nhu cầu sử dụng dầu nhiều. Tại vì trên căn bản đó, khi chúng ta nhìn thấy nền kinh tế thế giới chậm lại thì nhu cầu của dầu đó cũng sẽ chậm theo. Nhưng mà chúng ta lại có những yếu tố khác như là liên quan đến chiến tranh ở Trung Đông các bạn cái thông tin ngày hôm nay nên là Hoa Kỳ tiếp tục gửi thêm lính đến Trung Đông các bạn để mà chuẩn bị cho cuộc tấn công từ Iran tới Israel và đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu nhưng mà hiện bây giờ đã hợp đồng của dầu vẫn dưới 80 đô cũng chưa có gì gọi là lo lắng hết các bạn chúng ta quan tâm đến giá dầu tại vì nó ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn tại vì các bạn đã biết dầu được sử dụng trong di chuyển sử dụng cho sản xuất cho nên giá dầu có sự ảnh hưởng đến những hàng hóa và đến phần trăm lạm phát còn về hợp đồng của vàng đó hôm nay đã tăng trở lại hơn cái mức 2.500 đô các bạn 2.514 đô hiện bây giờ tăng 0.42% còn về crypto thì sao các bạn? Chúng ta nói tới Bitcoin đó. Thì ngày hôm nay tăng khoảng chừng là 1%. Nhưng mà all coins lại có cái sự hồi phục tốt hơn các bạn. Chúng ta có Ethereum tăng 6.7%. Chúng ta có những đồng như là BNB tăng gần 3%. Solana gần 4%. Nói chung khi mà chúng ta nhìn vào all coins hôm nay là một màu xanh các bạn. Đã có một cái sự hồi phục. Bitcoin hôm nay đã cũng tăng nhưng mà tăng 1% mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa một lần nữa đã qua khỏi cái mức là 2.2 nghìn tỷ. Và trước khi mà chúng ta nói thêm về crypto đó thì các bạn có thể nhìn thấy được sự kiện kinh tế theo từng năm gây lo ngại trên thị trường thì hầu như năm nào cũng có hết các bạn có thể nhìn thấy được là từ năm 2013 đến bây giờ. Năm 2013 đó thì chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa dẫn đến nhiều người lo lắng các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là năm 2014 chúng ta có cái sự kiện Ebola, năm 2015 có bán tháo cổ phiếu toàn cầu, năm 2016 đó có hiện tượng Brexit. Chúng ta thấy được năm 2017 đó có những cái cơn bão lớn, năm 2018 có chiến tranh thương mại năm 2019, thị trường repo gặp sự cố, năm 2020 có đại dịch toàn cầu năm 2021 đó thì có sự lo ngại liên quan đến khủng hoảng chuỗi cung ứng. Năm 2022 đó có cái sự lo lắng liên quan đến Fed và những ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Năm 2023 đó thì có sự lo lắng liên quan đến sự thất bại của những ngân hàng và năm 2024 đó thì có nguy cơ suy thoái. Các bạn thấy được là năm nào cũng có những cái sự kiện gây cái sự lo lắng trên thị trường. Thị trường đó thì có chu kỳ cũng như nền kinh tế có những giai đoạn mở rộng và thu hẹp không có gì tăng mãi mãi và không có gì giảm mãi mãi hết các bạn một ngày nào đó đó thì sẽ có suy thoái mà thôi cái đó mà một điều là rất bình thường tôi đã chia sẻ với các bạn trong nhiều video rồi mọi người đã nghe đến suy thoái nó giống như là một cái gì đó nó rất là kinh khủng các bạn đương nhiên đối với một số người đó là thời điểm rất là xấu về tài chính nhưng mà thị trường vẫn sẽ tiếp tục các bạn cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục và chúng ta lại sẽ tiếp tục thấy chu kỳ mở rộng rồi đến chu kỳ thu hẹp rồi đến chu kỳ mở rộng và sau đó thị trường lại sẽ tiếp tục tiến tới điều quan trọng là cái xu hướng dài hạn đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta zoom ra nhìn vào những cái sự kiện trong vòng bao nhiêu năm qua nếu như bạn đang tìm lý do để mua hay là để bán đó, thì lúc nào cũng có lý do hết các bạn nhưng mà lý do nó không phải là chiến lược đầu tư các bạn chiến lược đầu tư nó khác đương nhiên nếu như bạn là một người mà đang về hưu và các bạn cần tiền xài trong vòng những năm tới đây và các bạn nhìn thấy những cái nguy cơ liên quan đến suy thoái tài chính thì các bạn sẽ có chiến lược riêng của mình tại vì các bạn không còn nhiều thời gian đối với người mà có thời gian đầu tư lâu hơn thì họ có thể nhìn vào những cái sự kiện xấu trên thị trường là những cái cơ hội tốt để tích lũy thêm tùy theo là các bạn có vị thế như thế nào mà thôi mỗi người đều mỗi khác nhưng mà cái tôi muốn chia sẻ là chúng ta không nên nhầm lẫn lý do với là chiến lược đầu tư hai cái đó nó khác nhau Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số thông tin lớn liên quan đến thị trường crypto đi các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là các sản phẩm đầu tư crypto tính theo cái thống kê đến từ CoinShare các bạn đã lâu rồi không chia sẻ những cái thống kê đến từ CoinShare. Lý do là tại vì chúng ta được là bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF và Ether Spot ETF cho nên nó đã khiến cho những cái thông tin này nó bị nhiễu loạn khá là nhiều. Tại vì trước đây đây chúng ta dựa vào những cái thông tin này tại vì chưa có Bitcoin hay Ether Spot ETF bây giờ đã có rồi thì chúng ta xem những cái thông tin đó nó chính xác hơn Nhưng mà các bạn có nhìn thấy được là Ngay cả con share họ cũng đã thống kê Là tuần vừa rồi là một tuần mà có nhiều cái sự hoảng loạn trên thị trường Chúng ta thấy được là thị trường đó đã đi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi tuần vừa rồi Nhưng mà các bạn có biết là những cái quỹ đầu tư mà được theo dõi Bởi con share không phải là tất cả các bạn Họ chỉ theo dõi một số quỹ đầu tư mà thôi Thì họ thấy được tuần vừa rồi đã thu hút dòng tiền tổng cộng là 176 triệu đô la đi vào thị trường này các bạn cho dù là nhiều người lo lắng nhưng mà những quỹ đầu tư thì họ không lo lắng các bạn mà họ còn đẩy tiền vào trong thị trường này họ coi đó là một cơ hội mua vào và hầu hết số tiền tuần trước đó, các bạn có thể thấy được là 155 triệu trong số 176 triệu là dùng để mua các bạn có thể nghĩ là Bitcoin nhưng mà không phải các bạn chính là Ethereum cái này khiến cho nhiều bạn rất là bất ngờ đúng không chúng ta nghĩ là cái số tiền này đó khi mà thị trường bất ổn như vậy thì nếu như có tiền vào khả năng cao họ sẽ vào Bitcoin tại vì đó là cái đồng an toàn hơn nhưng mà không phải các bạn phần lớn đẩy vào Ethereum 155.4 triệu rất là bất ngờ luôn các bạn và đương nhiên phần lớn số tiền đó đó là đến từ những quỹ ở Hoa Kỳ các bạn kế đó là những quỹ ở Thụy Sĩ rồi uh, những quỹ ở Canada, những quỹ ở Brazil và những quỹ ở nước Đức. Về mặt thông tin lớn đó, thì uh, các bạn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump đã trở lại Twitter sau 4 năm. Sau 4 năm các bạn, các bạn đã nhớ là 4 năm trước đó, sau khi mà cái vụ uh, quấy rối ở điện Capitol đó thì sau đó rất nhiều mạng xã hội uh, họ đã block cựu tổng thống Donald Trump. Chúng ta có Facebook và nghe Twitter các bạn. Lúc đó Twitter không phải là của Elon Musk. Elon Musk mới mua lại Twitter cách đây khoảng chừng là hơn một năm mà thôi. Các bạn thấy được là sau đó Elon Musk đã mua lại Twitter và cũng đã mời cụ thông thống Trump trở lại Nhưng mà ông đã có chu social cho nên ông đã không trở lại được các bạn Nhưng mà ngày hôm nay đó sẽ có một cái cuộc nói chuyện giữa cựu tổng thống Donald Trump và Elon Musk Trên tài khoản X của cựu tổng thống Donald Trump Vào lúc 5 giờ chiều tại Cali các bạn 7 giờ sáng tại Việt Nam nghĩa là còn khoảng chừng 10 phút nữa đó là sẽ bắt đầu cho nên Thuận sẽ cố gắng chia sẻ trong video này nhanh hơn bình thường để Thùng có thể xem cái cuộc trò chuyện đó. Và các bạn uh, thấy được là ở bên cái Twitter X của cụ thống thống Donald Trump nó cụ đã bắt đầu thuyết rất là nhiều. Và điều thú vị hơn đó là đây là một cái cuộc trò chuyện mà có thể nói là rất rất nhiều người đang chờ đợi để mà lắng nghe các bạn. Thì hôm nay đã quỹ ban châu Âu lại gửi Elon Musk một lá thư đề cập đến những lo ngại về một buổi phát trực tiếp giữa Musk và Donald Trump trên nền tảng X cho rằng có thể vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số hay gọi là DSA thì Ủy ban châu Âu đã gửi cái lá thư này các bạn và họ nói là Elon Musk nên nhớ về các nghĩa vụ pháp lý của X theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Euro nghĩa là à, của châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát sự lan truyền của nội dung có hại đặc biệt là trong các sự kiện nhạy cảm như là bầu cử. Lá thư cũng lưu ý về các vụ kiện pháp lý đang diễn ra chống lại X vì phát tán nội dung mức hợp pháp và cảnh báo rằng việc thông tuân thủ DSA có thể dẫn đến hành động pháp lý từ châu Âu. Quỹ ban châu Âu kêu gọi Elon Musk đảm bảo quản lý nội dung hiệu quả và báo cáo các biện pháp đã thực hiện nghe rất là vô lý các bạn, tại vì các bạn thấy được đây là một cái cuộc trò chuyện giữa Elon Musk và cựu tổng thống Donald Trump trên nền tảng X của Elon Musk, <laughs> nhưng mà các bạn được là không biết tại sao mà Châu Âu họ cũng muốn xí vào, có khả năng là họ không thích cái buổi livestream ngày hôm nay. À, và khả năng họ không thể quản lý được nội dung và những câu hỏi các bạn, các bạn thấy được đây là một cái cuộc trò chuyện mà dựa theo premise là không có câu hỏi nào đặt ra trước hết á. hai người sẽ trò chuyện một cách tự nhiên nhất và có thể nói về bất cứ một đề tài nào à, và các bạn thấy được nó không giống như là cụ thông tấn Donald Trump lên trên đài truyền hình, à, các bạn thấy được họ sẽ có cái khuôn khổ riêng và cách hỏi của họ cũng có cách hỏi riêng các bạn và họ cũng có những cái cách mà edit video nếu như mà họ không có muốn mọi người nghe một số điều nhưng mà lần này ở trên X thì hầu như không ai có thể quản lý được ngoài Elon Musk mà thôi. Cho nên đây là một điều mà hoàn toàn khác biệt. Và các bạn cũng thấy được nên tới thời điểm bây giờ chúng ta nhìn vào những YouTuber lớn, chúng ta nhìn vào những cái buổi livestream lớn ở trên YouTube, ở trên X, cái số lượng người theo dõi đó còn nhiều hơn cả các bạn nhìn vào những đài truyền hình, truyền thống luôn các bạn có thể nói được là những mạng xã hội bây giờ nó có cái sự ảnh hưởng nó ngang hoặc là còn hơn cả những đài truyền hình truyền thống và đương nhiên trên nền tảng xã hội đó thì họ cũng có thể có những cái quy định trên đó nhưng mà các bạn thấy được đây là nền tảng X của Elon Musk thì không ai có thể quản lý được Elon Musk hết các bạn <laughs> hãy xem câu hôm nay Elon Musk và cụ thông thống Donald Trump sẽ nói về những đề tài nào Không biết có nói về crypto hay là không các bạn Và đương nhiên chúng ta hiểu là cả Elon Musk và Linda Yaccarino cũng đã bày tỏ cam nghệ của mình Nói chung đó, thì Linda Yaccarino chính là CEO của X hiện bây giờ Thì bà là một người nói chuyện lịch sự hơn Nói chung đó, là nói quỹ ban châu Âu đừng có xíu vô chuyện ở Hoa Kỳ <laughs> Nếu như mà họ muốn không cho người dân châu Âu nghe thì đó là quyền của họ họ có thể làm cách nào đó để mà block không cho cư dân châu nghe nhưng mà tóm lại được có xí vào chuyện của x nhưng mà Elon Musk thì trả lời một cách <laughs> nó không có được lịch sự hơn các bạn các bạn nào mà lên trên x của Elon Musk thì sẽ thấy cách trả lời của Elon Musk thuần cũng mới vừa nghe xong cuộc trò chuyện giữa cụ tổng thống Donald Trump và Elon Musk các bạn cuộc trò chuyện này đó cũng rất là dài và ở trên cái uh, Twitter chính thức của cụ Tổng thống Donald Trump và cuộc trò chuyện này đã nói về rất nhiều những cái đề tài và có rất nhiều người đã lắng nghe. Thường nhớ cái đỉnh điểm đó là khoảng chừng là một triệu ba người lắng nghe, có nghĩa là cái số lượng người thật sự nghe cuộc trò chuyện này là có thể hơn con số đó rất là nhiều. Tại vì uh, có người mới tham gia vào, người cũ rời khỏi vân vân. Thì cuộc trò chuyện này đã cũng đã gặp một số những cái trục trặc. Mới đầu đó thì uh, đăng lý đó bắt đầu là khoảng năm giờ chiều tại Cali, nhưng mà khoảng chừng năm giờ bốn mươi phút chiều đó, bốn mươi phút sau đó mới bắt đầu các bạn i mean theo Elon Musk nói đó thì đã bị DDoS attack như là tấn công DDoS và sau đó thì họ mới chỉnh sửa được và cuối cùng đó, thì mới bắt đầu các bạn và cuộc trò chuyện này đó nói về rất nhiều những cái đề tài đối thuận đó, thì cũng không có gì là mới mẻ đâu và họ có nói nhiều về tài chính hay không đó thì không các bạn họ không có nói nhiều về tài chính hay kinh tế có một vài phần đó thì họ trò chuyện liên quan đến lạm phát và nền kinh tế ở Hoa Kỳ nhưng mà không phải là cái phần chính có rất nhiều đề tài được nói đến có thể là nhiều bạn quan tâm nhưng mà đối thuận trên channel này thông chỉ quan tâm đến tài chính và nhất là crypto và đáng tiếc đó, crypto không phải là một cái đề tài được nói đến trong cuộc trò chuyện này thậm chí AI trí tuệ nhân tạo cũng được nói sơ qua mà thôi các bạn không phải là một đề tài chính và thường sẽ chia sẻ một số những cái chi tiết với các bạn một lát nữa thì các bạn thấy được cuộc trò chuyện này đó là cuộc trò chuyện rất nhiều người lắng nghe đối thuận đó chủ yếu Elon Musk ủng hộ Donald Trump và đây là một nền tảng mà rất nhiều người sử dụng cho nên đây là một cái nền tảng mà cụ thông thông Donald Trump có thể sử dụng để có thể là kết nối được đối với rất là nhiều người và không bị giới hạn thời gian. Tại vì các bạn cũng đã biết là những cái cuộc trò chuyện phỏng vấn trên những đài truyền hình thì sẽ có những cái đề tài mà người phỏng vấn đó muốn hỏi và sẽ có cái thời gian ấn định của chuyển này ra hầu như là không phải là một cái cuộc phỏng vấn các bạn chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người mà thôi và chủ yếu cho bạn thấy được là cái suy nghĩ của hai người nó rất là giống nhau giống như là liên quan tới tất cả những đề tài đó thì hầu như những gì mà trump nói thì elon musk đồng ý và ngược lại những gì mà elon musk nói thì trump đồng ý các bạn không phải là một cái cuộc uh, trò chuyện mà nó có cái uh, sự căng thẳng đâu và không có phần nào là căng thẳng hết các bạn và chủ yếu đó họ nói về một số những cái đề tài đầu tiên đó thì uh, nói về cái sự kiện trump bị ám sát và những cái chi tiết thì chủ yếu đó ông nói là ông rất may mắn và biết ơn những đặc vụ ngày hôm đó kế đó, đó thì uh, họ nói về tình trạng nhập cư trái phép thì hai người cũng có cùng quan điểm các bạn, chủ yếu là Trump nói và Elon Musk đồng ý. Chúng ta cũng thấy được là kế tiếp đó thì nói về những cuộc chiến tranh hiện tại và quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia. Rồi kế đó họ nói về các thống đốc của những tiểu bang và họ nói về bảo vệ môi trường các bạn theo đĩa khí hậu tôi thấy đây là cái phần duy nhất mà elon musk nói nhiều các bạn tại vì elon musk là công ty mà sản xuất uh, xe điện cũng giống như là những cái sản phẩm giống như cái ngói sử dụng năng lượng mặt trời cho nên về năng lượng đó, thì elon musk hiểu rõ hơn và cũng giải thích cho cụ thống thống to trump biết về việc là cái sự thay đổi khí hậu trên thế giới là có thật chứ không có phải là một cái gì đó người ta bịa ra đâu và đây là cái phần mà thường cảm thấy Elon Musk nói nhiều nhất phần còn lại đó chủ yếu là trong nó mà thôi các bạn và Elon Musk đồng ý và các bạn cũng thấy được là cái phần mà họ nói về kinh tế đó thì chủ yếu là về lạm phát cái điều mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn là Elon Musk đã hỏi thẳng là lạm phát chính là do chi tiêu của quá nhiều từ chính phủ so với thu nhập ông có đồng ý hay là không thì cụ thống đốc trong đó là đồng ý các bạn thì đây là điều mà chúng ta cũng đã nói trên channel này rất nhiều lần rồi lý do tại sao có lạm phát tại vì chính phủ chi tiêu quá nhiều dẫn đến là phải in tiền các bạn thông qua nhiều hình thức và Elon nói là có phải chính phủ Hoa Kỳ nên biết chi tiêu tiết kiệm hơn và có tiêu chuẩn hơn thì trâm cũng đồng ý các bạn và trâm nói là giá xăng năng lượng đã phải giảm xuống như ông sẽ làm nhiều cách để có thể làm giảm giá xăng và năng lượng và nhất là ông nói khi chúng ta nghĩ đến sự phát triển của ai thì ai đã sử dụng gấp đôi cái số lượng năng lượng bây giờ đang được tạo ra tại hoa kỳ cho nên ở hoa kỳ phải tạo ra cái nguồn năng lượng lớn hơn và quan điểm của elon musk là lạm phát là một cái loại thuế mà người dân phải gánh chịu đây cũng là điều chúng ta cũng nói tới trên channel này nhiều lần rồi các bạn khi các bạn nghĩ đến là các bạn không đóng thuế hay không đóng nhiều thuế đó thì có thể là các bạn đã quên một cái loại thuế vô hình đó chính là lạm phát các bạn và không ai có thể tránh được cái loại thuế này Trump đồng ý và Trump nói lạm phát ảnh hưởng nặng nề đến những người đi làm, tiết kiệm tiền và không đầu tư. Thì đây cũng là cái quan điểm mà chúng ta cũng đã nói rất nhiều trên kênh này các bạn. Các bạn phải đầu tư, đó là cách duy nhất để có thể đối đầu với lạm phát chứ các bạn lưu trữ đồng đô la thì đồng đô la sẽ mất giá theo thời gian thì đây là cái phần duy nhất mà họ thật sự nói về nền kinh tế các bạn cái cuộc trò chuyện này đó cũng khá là dài gần 2 tiếng đồng hồ và nói về rất là nhiều những cái đề tài và như thường đã nói đó chủ yếu là cụ tổng thống donald trump nói elon musk đồng ý và những gì mà cụ thông thống trump nói đó cũng không khác biệt gì à, với những gì mà ông đã nói trước đây đâu các bạn à, chỉ có một điều đó khá là thú vị tại vì khi mà họ nói tới lạm phát đó thì elon musk nói là cụ thông thống donald trump có suy nghĩ đến là có một cái đơn vị ở trong chính phủ hoa kỳ và đơn vị này đó là họ chuyên về việc là quản lý làm sao để cho chính phủ hoa kỳ chi tiêu tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn và cụ tổng thống trump nói là vân có nghĩ đến một người như là elon musk có thể rất là thích hợp cho vị trí đó tại vì elon musk là một người mà đã vận hành nhiều công ty và cũng có nhiều kinh nghiệm về việc là quản lý tiền bạc và chi tiêu được xe hiệu quả và cắt giảm nhân viên cắt giảm những cái chi tiêu vân vân và elon musk thì nói là nếu như đó là thật thì elon musk sẽ rất là tự hào để có thể phục vụ với cái chức vụ đó Thông cảm thấy cái này nó cũng hơi thú vị một chút tại vì uh, giống như là elon musk cũng muốn uh, tham gia vào làm chính trị với các bạn và đây đó là những cái phần duy nhất mà nói về kinh tế các bạn phần còn lại đó thì họ nói về những cái đề tài như thường vừa chia sẻ và có thể đã làm cho rất nhiều người trên X thất vọng các bạn tại vì đã không có nói về crypto nhưng mà đây là cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay và trong thời gian đó đó chúng ta thấy được là có một cái email được gửi từ đội ngũ vận động bầu cử của phó tổng thống Kamala Harris và chủ yếu đó nội dung là hiện tại Elon Musk đang phỏng vấn Donald Trump trực tiếp trên Twitter và chúng tôi sẽ không gọi đó là x <laughs> không chỉ dừng ở việc musk cam kết quyên góp hàng triệu đô la để giúp trump tái đắc cử mà còn sử dụng nền tảng mà ông đã mua một trong những trang mạng xã hội lớn nhất thế giới điều thú vị đó là trong một thời gian dài họ gọi x là một cái mạng xã hội sắp sụp đổ rồi chẳng ai sử dụng bây giờ đó họ gọi x là mạng xã hội lớn nhất thế giới để lan truyền chương trình nghị sự đầy thù hận và thiếu kiểm soát của trump tới hàng triệu người dùng nếu điều này là đủ để bạn lắng nghe, hãy đóng góp 25 đô la ngay bây giờ để giúp Kamala và team có đủ nguồn lực để phản ứng lại những lời nói dối của họ. Đây là một cái email để kêu gọi quyên góp các bạn. Nếu không, hãy để chúng tôi nhắc lại tại sao đây là một vấn đề lớn. Người giàu nhất thế giới đang trở thành tay sai cho đội ngũ MAGA. Musk đã phá hủy Twitter bằng cách cho phép phát ngôn thù hận và thông tin sai lệch tràn ngập trên nền tảng này. Giờ đây Musk đang sử dụng khối tài sản khổng lồ và tầm ảnh hưởng rộng lớn của mình để cố gắng kiểm soát nền dân chủ của chúng ta. Đó chính là cái email được gửi từ cái đội của Kamala các bạn. Nói chung đó, thì họ đương nhiên không happy lắm và trong cái dòng điều này đó có thể là họ cũng hơi lo lắng các bạn tại vì rất nhiều người lắng nghe và có thể là những cái đợt kêu gọi bầu cử đó thì những người ủng hộ Trump sẽ đến để mà nghe ông nói nhưng mà trên nền tảng X đó, thì có rất nhiều người từ khắp nơi các bạn có rất nhiều người có thể là không có đến dự những cái buổi kêu gọi bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà họ có thể là sử dụng X để mà lắng nghe tại vì nó đơn giản hơn cho nên là có thể đó là lý do tại sao mà họ gửi cái lá thư này họ cũng hơi lo lắng tại vì rất nhiều người lắng nghe đó là gì mà tôi muốn chia sẻ về cái à, cuộc trò chuyện ngày hôm nay một cuộc trò chuyện rất là dài các bạn và đáng tiếc không có nói gì về crypto hết và chúng ta cũng có một cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay à, giữa ứng cử viên trước đây là Vivek Ramaswamy các bạn đây là một ứng cử viên mà rất là ủng hộ crypto sau đó ông đã rút lui và đã ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và các bạn thấy được là ông đã lên trên đài CNBC và ông nói là Kalama Harris khả năng cao sẽ ủng hộ ngành công nghiệp Bitcoin và crypto cũng như là bà đã ủng hộ mọi thứ mà Trump bây giờ đã ủng hộ các bạn giống như liên quan tới việc là cựu tổng thống Donald Trump nói là sẽ có những cái chiến lược về thuế sẽ không có đánh thuế cái tiền thiếp có nghĩa là cái tiền bo của những người mà phục vụ đó để cho những người đó có cuộc sống tốt hơn thì uh, Vivek Ramaswamy nói phó tổng thống Kamala Harris cũng sẽ có những cái sự ủng hộ về Bitcoin Crypto tương tự như là cụ thông thống Donald Trump vì bà ấy sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết để giành được phiếu bầu. Cụ thể đó là quan điểm của bà ấy về chủ đề này là một thước đo để chúng ta có thể đánh giá liệu bà ấy có thật sự nghiêm túc về nó hay là không. Để chia sẻ cái clip này cho các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp. There are those who argue, who think if you're a single voter on crypto, That this could lose her the election if she doesn't come out and embrace it. Look, Trump was all for the not taxing tips, now she's all for. Do you think she will ultimately embrace crypto as an industry? Or I, not? I predict her verbiage will. And I do think that, that part of the reason why is you see Trump's speech at the Bitcoin conference. It's just a matter of competing for votes that she's going to adopt a thoughtful position. Now, speaking as an American, not from a partisan perspective, I think that's a good thing. I think we should want great debate in the marketplace of ideas. Even if she offers a thoughtful digital assets framework or policy, even if I don't agree with all of it, I think that'll be a good thing for the country. But what I challenge Kamala Harris to do is not just cite the pieties and the words. Go into detail. Say what you actually believe about self custody of assets. Say what you actually believe about whether you think Gary Gensler should continue as a leader of the SEC. You so I think those specifics are going to matter a lot, Kelly. To, for sure. But is, what you're saying is just a general position of openness is probably all the industry really is looking for. This idea that it's not a partisan issue that Republicans are for it and Democrats are against it it should not be a partisan issue. Now what I think you are seeing is this tendency to really embrace whatever wins her the most votes. But when you're looking at your question Andrew of how do you assess the seriousness of that? The metric to use is how specific she actually gets on those policy proposals. Đến từ rồi. Nếu như mà Kamala Harris ủng hộ crypto thì đó cũng là một điều tốt mà thôi. sẽ có cả hai đại ủng hộ thị trường này. Chúng ta còn những thông tin khác đang muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có cái thông tin đến từ công ty đào Bitcoin là Marathon các bạn. Họ đã thông báo chào bán trái phiếu trị giá hơn 250 triệu đô la để mua thêm Bitcoin. Gần đây chúng ta thấy được là có rất nhiều những công ty đó họ cũng đã đi theo con gót chân của Michael Saylor các bạn và bán trái phiếu công ty để có thể thu mua thêm Bitcoin. Và đây là loại trái phiếu mà có thể chuyển đổi thành cổ phiếu và sẽ đáo hạn vào năm 2031. 250 triệu của bạn không phải là con số như 2 tỷ như là chúng ta nói tới công ty Michael Strategy. Đó là một công ty mà có thể nói là nhiều người đã tin tưởng có thể thực hiện được chiến lược này các bạn. Nhưng mà 250 để có thể mua Bitcoin không phải là con số nhỏ đâu từ một công ty đó chính là Bitcoin Marathon các bạn và chúng ta cũng thấy được Marathon Digital đó công ty chúng ta mới vừa nói đến thì họ cũng sẽ bắt đầu đánh dấu mỗi khối được đào bởi công ty của họ bằng cái ký hiệu cổ phiếu là MARA các bạn và họ sẽ đánh dấu là Made in USA nghĩa là đào tại Hoa Kỳ và Marathon Digital là công ty đào quy mô lớn duy nhất có thể làm điều này vì họ điều hành một cái pool riêng nói chung nó thường cảm thấy cái này nó cũng không có phải là cái gì gọi là quan trọng đâu các bạn thường cũng không có hiểu rõ ok cái này đó là made in usa nhưng mà nó cũng là một cái bitcoin như là tất cả những bitcoin khác cho nên không có sự khác biệt nào hết các bạn cái này nó chỉ là một cái hành động nó tượng trưng cho một công ty đào ở hoa kỳ mà thôi chứ còn nó cũng không có giá trị gì trên thị trường đối thủ là như vậy nhưng mà đây là điều mà marathon muốn làm và đáng tiếc cho meton họ đã có một quý 2 rất là tệ các bạn, thu nhập của họ không được tốt. Cho nên cho dù hôm nay họ đã công bố là sẽ bán trái phiếu để mà mua Bitcoin đó thì chúng ta vẫn nhìn thấy được là cổ phiếu của họ vẫn giảm 11.27%. Và trước khi chúng ta tiếp tục với những cái thông tin khác đó thì đây là cái danh sách tổng hợp của tất cả những bạn đã dành được may mắn để có thể trúng thưởng trong cái kỷ niệm 7 năm thành lập kênh thì những bạn nào mà đã có tên trong danh sách này để các bạn có thể tìm thấy ở trên YouTube ở trên những mạng xã hội các bạn có thể bấm vào và các bạn có thể liên hệ kênh thông qua những cái Google Doc này có link các bạn cái link đó sẽ dẫn các bạn đến cái ứng dụng Messenger của Facebook các bạn liên hệ xác nhận thân phận rồi các bạn có thể nhận được quà từ kênh chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp đi chúng ta bây giờ hãy đi vòng quanh thế giới một chút tại vì chúng ta sẽ có cái thông tin đến từ El Salvador bạn, El Salvador công bố khoản đầu tư tư nhân trị giá 1 tỷ 6 đô la. Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử quốc gia các bạn. Và họ sẽ dùng số tiền này từ công ty gọi là Uport Holding để mà hiện đại hóa cảng tại Akahutla và xây dựng một cảng mới tại Union nơi dự kiến sẽ xây dựng thành phố Bitcoin các bạn. Nhìn rất là quy mô. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Thổ Nhĩ Kỳ đi. Thì Quỹ ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một bản cập nhật về các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto sau khi mà có quy định mới. Danh sách tạm thời bao gồm tổng cộng là 47 công ty đang hoạt động và 3 công ty đang có kế hoạch thanh lý như là rời khỏi của quốc gia này các bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ crypto hiện tại được yêu cầu phải nộp đơn xin giấy phép hoặc là tiến hành thanh lý trước thời hạn được quy định và sẽ có hậu quả pháp lý nếu như không tuân thủ. Nói chung các bạn thấy được là những quốc gia đó bây giờ họ hầu như cũng đã bắt đầu có khuôn khổ pháp lý hết rồi. Cho những cái công ty này đăng ký và hoạt động một cách hợp pháp các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là Thái Lan cũng như vậy. Thái Lan đó là một quốc gia mà trước đây không có thiện cảm với crypto đâu. Các bạn cũng nên nhớ là khi mà có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đó thì Thái Lan đã nói là họ sẽ không bao giờ có Bitcoin Spot ETF chưa gì hết chỉ một tháng sau thôi các bạn thấy được là họ đã cho phép những nhà đầu tư tổ chức của họ có thể đầu tư vào Bitcoin Spot ETF rồi Hàn Quốc cũng như vậy các bạn và Thái Lan đây thì bây giờ họ đang làm một cái sandbox đây là một cái khu thử nghiệm các bạn để mà họ thử nghiệm những cái dịch vụ liên quan đến crypto và những công ty đó trong đó có thể là thử nghiệm giao dịch thật nhưng mà trong phạm vi cho phép và đây cũng là một dấu hiệu cho thấy thái lan cũng đã cởi mở hơn các bạn và họ sẽ có những cái quy định pháp lý cho thị trường crypto này hầu như chúng ta thấy được là cả thế giới này đó, nếu nói về một quốc gia lớn mà cấm chỉ có duy nhất trung quốc mà thôi các bạn nhưng mà họ cũng cấm google họ cũng cấm facebook cấm amazon cấm rất nhiều thứ những thứ mà họ cấm đó thì vẫn phát triển mạnh tới bây giờ mà thôi Và crypto cũng như vậy các bạn từ khi mà trung quốc cấm crypto năm 2017 lúc đó giá bitcoin ra từ 5.000 trở về mức là 3.000 mấy và từ đó đến bây giờ bitcoin chỉ tăng trưởng mà tăng trưởng mà thôi các bạn về giá cả về cộng đồng về hệ sinh thái về mạng lưới tất cả đều tăng trưởng theo thời gian chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Uniswap Labs các bạn đây là công ty đứng sau lưng cái giao diện Uniswap các bạn nên biết đây là cái sự khác biệt giữa Uniswap giao thức và Uniswap Labs có thể hiểu như thế này. Hai cái đó nó khác nhau các bạn. Cái công ty Uniswap Labs là cái công ty mà họ chịu trách nhiệm để mà điều hành cái phần mềm các bạn dùng để mà giao dịch trên giao thức Uniswap. Các bạn thấy được là nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm bao gồm cái Andreessen Hollywood và Union Square Ventures đã nhận được thư từ SEC về việc họ tham gia hoạt động của công ty Uniswap Labs. Và Uniswap Labs đã huy động được hơn 170 triệu đô la từ những quỹ VC gần đây nhất đó là vào cuối năm 2022 với cái mức định giá gần là 1 tỷ 7 đô la. Uniswap Labs đã nhận được thông báo Wells ý định kiện vào đầu năm nay từ SEC. Tóm lại đó là SEC đang nhắm tới mục tiêu kế tiếp các bạn đó chính là Uniswap cho dù là họ đã thất bại nhiều lần nhưng mà bây giờ họ nhắm tới Uniswap và có thể họ sẽ nói là Uniswap hoạt động như một sàn giao dịch chưa đăng ký nhưng mà một lần nữa sẽ có khả năng họ lại sẽ bị thất bại lưu ý cho dù là Uniswap Labs đóng cửa như thường đã chia sẻ là Uniswap giao thức vẫn sẽ tiếp tục hoạt động các bạn tại vì giao thức là phi tập trung chỉ là cái công ty đứng sau lưng giao diện Uniswap là công ty bị ảnh hưởng mà thôi. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến phí ga mạng của Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm nay, chỉ còn có 1.9 wei vào ngày 10 tháng 8 do sự gia tăng hoạt động trên các mạng lưới tầng 2 sau nâng cấp đèn thì chúng ta cũng đã từng nói đến cái sự kiện này rồi các bạn khi mà chúng ta có mạng lưới tầng hai đã ngày lại càng hoạt động hiệu quả hơn và tốn ít phí gas hơn thì đương nhiên các bạn thấy được là sẽ có ít ethereum được sử dụng để mà trả cái phí gas à, và chúng ta cũng thấy được điều này ra sẽ khiến cho số lượng giao dịch trên mạng lưới chính của Ether cũng sẽ bị giảm xuống người ta dùng cái mạng lưới tầng 2 à, và chúng ta cũng thấy được mạng lưới tầng 2 hiệu quả hơn thì sẽ đốt ít cái phí gas hơn các bạn tại vì có những mạng lưới tầng 2 đã sử dụng Ethereum làm phí gas À, và các bạn thấy được điều này ra sẽ khiến cho Ethereum đã không còn giảm phát nữa mà có thể uh, bắt đầu làm phát trở lại. Và khi mà chúng ta nhìn vào Ethereum trong vòng 30 ngày qua đó thì đúng là đã làm phát trở lại các bạn, nhưng mà không phải là nhiều lắm đâu. Chúng ta đang nhìn vào cái phần trăm lạm phát ước tính là 0.57% mỗi năm mà thôi. Thì để các bạn có thể so sánh với lại Bitcoin đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là Bitcoin uh, đã có Bitcoin halving trong năm nay nhưng mà phần trăm lạm phát đó đã giảm xuống nhiều nhưng mà hiện bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là tính cho đến uh, hiện bây giờ là tháng 8 của năm 2021 phần trăm lạm phát của Bitcoin vẫn ở mức là 0.83 phần trăm các bạn nghĩa là hiện bây giờ phần trăm lạm phát của Bitcoin vẫn cao hơn là Ethereum mặc dù Ether đã trở nên lạm phát trở lại nhưng mà cái sự khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum đó chính là Bitcoin có cái số lượng ấn định các bạn nghĩa là mỗi 4 năm đó, phần trăm lạm phát để giảm xuống và lại giảm xuống và một ngày đó nó sẽ trở về con số 0 các bạn tại vì sẽ không còn bitcoin nào ra đời nữa. Nhưng mà phải đợi đến có thể là năm 2140 các bạn thì lúc đó cái phần cuối cùng của bitcoin mới đào hết. Còn về Ethereum đó thì làm phát hay giảm phát thì lại dựa vào cơ chế đốt các bạn. À, sau khi chúng ta có cập nhật năm chín thì mỗi lần giao dịch thì một phần của cái phí gas sẽ bị đốt đi. Nếu như mà có nhiều người sử dụng mạng lưới Ether các bạn thấy được là cái số lượng ether được sinh ra mỗi lốc nó sẽ còn thấp hơn cái số bị đốt đi sẽ dẫn đến giảm phát thì trong vòng 30 ngày qua đó chúng ta thấy được là cái phần trăm làm phát đã trở lại tôi là không nhiều nhưng mà nó đã trở lại rồi các bạn nhưng mà khi chúng ta so sánh từ khi mà có hiện tượng the merge như là ethereum đã chính thức trở thành 100% proof stake thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn đang chứng kiến cái phần trăm giảm phát là 0.1% giảm phát hiện tại có nghĩa là từ lúc đó tới bây giờ một năm gần như hai năm qua các bạn thì chúng ta vẫn thấy được là cái số lượng ether bị đốt đi nhiều hơn là được tạo ra và khi mà chúng ta thấy thị trường sôi động trở lại đó có nhiều cái sự giao dịch trên mạng lưới ether thì chúng ta có thể thấy một lần nữa sẽ có cái phần trăm giảm, giảm phát và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này đó chính là dòng tiền Bitcoin và Ether Smart ETF và ngày hôm nay đó các bạn thấy được chúng ta đã có dòng tiền dương cho cả hai. Tuy là không nhiều các bạn nhưng mà vẫn là dòng tiền dương và các bạn thấy được là BlackRock tiếp tục một là có dòng tiền không đô la 2 là chúng ta có dòng tiền dương từ BlackRock từ xưa đến giờ họ chỉ có một ngày duy nhất là có dòng tiền âm mà thôi rất rõ ràng BlackRock chỉ muốn thu vào thu vào thôi các bạn và các bạn nhìn thấy được là hôm nay là có một cái sự kiện thú vị đó chính là Rayscale Ether đã không bán các bạn đây là ngày đầu tiên sau khi mà bắt đầu cái tài khoản chừng là ba bốn tuần họ bán liên tục và bắt đầu họ bán từ 400 triệu rồi 300 triệu xuống bây giờ đó các bạn thì được là còn không đô la có thể nói là cái lực bán của y tự e giảm nhanh hơn nhiều so với ước tính của thường các bạn thường là chúng ta nói là phải chờ có thể là hai tháng á thì cái lực bán mới giảm xuống bây giờ đã giảm rồi và các bạn cũng đang thấy được là trên căn bản đó thì dòng tiền của ETF chỉ là một mà thôi khi chúng ta có cả hai Bitcoin và Ether đó thì dòng tiền đó giống như là bị chia ra làm đôi các bạn nhưng mà nếu như chia ra vậy đó thì các bạn sẽ thấy được là Grayscale bán với tốc độ trước đây chúng ta sẽ có dòng tiền âm cho Ether ETF nhưng mà bây giờ đó Grayscale hầu như đó lực bán đã giảm nhiều rồi thì các bạn thấy được là khả năng chúng ta sẽ tiếp tục thấy cả hai là dòng tiền dương Tại vì những nhà có dòng tiền dương nhiều hơn là những nhà có dòng tiền âm các bạn. Phân lớn là dòng tiền dương, tiền tiếp tục đi vào những quỹ này. Và nói tới cái phần trăm bị cho có lời đó thì để thường cập nhật thông tin ngày hôm nay đến từ Classno các bạn. Thì phần trăm bị cho có lời hiện bây giờ ở mức là 59.300 đô. Là ở mức 76.53% hiện tại Và đây là tất cả những thông tin Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng Cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách Là bấm vào cái link bên mình dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn đã nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% Khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx, BinX, XM, Binance Alineax à, và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn